Chào các bạn ha, tôi là Phương. Hôm nay rất vui là được gặp các bạn trong thư viện lab của ngành lập trình và cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong video này, chúng ta sẽ luyện tập thao tác với tập tin văn bản ha, thông qua cái bài tập là thu phí giao thông. Và nó sẽ là cái phần phát triển thêm từ cái bài tập thu phí giao thông trước đây. Bài tập mình nó sẽ như thế này các bạn. Đây ha, vẫn là cái màn hình giao diện thu phí giao thông. Nhưng mà mình sẽ có thêm một cái nút nữa, đó là cái nút thông tin chi tiết. Thì các cái phần thao tác trước đây ha, những cái chức năng trước đây thì vẫn như vậy, ví dụ chọn loại xe ha. Đó, rồi loại vé chẳng hạn. Bấm nè, thấy ha, tổng số tiền đang 4 triệu, bấm thu phí. Ha. Rồi nếu mình bấm vào thông tin chi tiết. Đây, các bạn thấy ha, màn hình thông tin chi tiết sẽ hiện ra. Đó, tổng số tiền ha, khớp với cái này đúng không? Rồi các cái xe ha, thông tin chi tiết mà mình đã thu, ví dụ cái xe mình mới thu nãy nè. Đó, đúng không? Ngày giờ. Đó, loại xe, loại vé, rồi số tiền, đó, cái file hình tên gì, chú thích. Đó ha. Và như vậy là cứ mỗi lần có một cái xe qua trạm đúng không? Mình có thể ví dụ như là chụp camera chẳng hạn, cái đưa vô cái phần mềm nó sẽ ghi nhận lại cái file ảnh này cũng như cái chú thích. Đó, rồi các cái vé xe gì đó ha. Sau này mình cần mình tra cứu lại ví dụ ngày hôm đó đã thu những cái xe nào đó, thông tin sao sao vân vân đó. Thì các bạn thấy rằng là nếu mà những cái thông tin chi tiết như thế này nè, nếu như bạn lưu ra bộ nhớ của chương trình thì khi mà mình tắt chương trình đi thì các cái dữ liệu trên bộ nhớ nó cũng mất đi, và lần sau khi mình mở lại chương trình thì mình sẽ không có những cái dữ liệu này nữa. Như vậy nếu mình mong muốn là những cái dữ liệu chi tiết này sẽ được lưu lại để ở những cái lần chạy sau của chương trình á, mình vẫn tiếp tục có cái thông tin này để mình tra cứu hay là mình xem gì đó, thì một cái cách để giải quyết đó là mình sẽ phải lưu ra tập tin ha, lưu ra tập tin ở dưới đĩa. Và như vậy thì khi mà mình tắt chương trình, tắt máy thì nó vẫn còn lưu ở đĩa ha. Sau này khi mình mở máy lên, mở chương trình lên thì nó sẽ đọc lại những cái dữ liệu đó từ các cái tập tin và đọc hiện lên đây cho mình. Và cái phần thao tác với cái tập tin đó sẽ là cái nội dung chính trong cái bài tập này ha. Rồi, đi vào các phần của cái video ha. Phần 1 về mục tiêu thì sẽ là các cái kỹ thuật mình sẽ sử dụng. Về phần 2 các yêu cầu là những cái chức năng trong cái ứng dụng này. Và phần thứ ba tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng bước thực hiện. Về mục tiêu, các bạn cũng thấy đó ha, các cái phần nè, đọc ghi được những cái thông tin này xuống một cái tập tin ha. Và sau đó mình có thể đọc được những cái thông tin mà đã ghi xuống đó lên và thể hiện lại, chính là cái phần nội dung mục tiêu mà cái bài tập này nó yêu cầu, đó là cái phần thao tác về sử dụng tập tin văn bản ha. Như mục tiêu chính là đọc ghi được tập tin văn bản ứng dụng ha vào bài toán thu phí giao thông của mình. Về yêu cầu, các bạn cũng thấy ha, mình sẽ có ghi nhận lại được những cái thông tin nè. Đó, thời gian, đó này số thứ tự ha, thời gian nè, loại xe, loại vé, đó, cái mức phí vân vân, đó, cái tập tin hình ảnh nè, đó. Thì yêu cầu chính là từ cái bài tập trước đó ha, tức là cái bài tập này mình sẽ từ cái bài tập trước nè, mình mới bắt đầu làm tiếp ha, phát triển các cái phần thông tin ha, thu phí gì đó, và những thông tin này lưu ra tập tin, rồi đọc lại khi mình mở cái phần màn hình mà thông tin chi tiết đó. Khi mình bấm mở cái màn hình đó thì nó sẽ đọc từ cái tập tin lên lại. Đây ha, giao diện khi mình mới mở lên. Đó. Cái nút này là cái nút mới được thêm vào nè. Đó, rồi các cái thông tin ha, cái loại xe gì đó nó đã lưu lại trong quá trình mình thu phí. Rồi, tôi sẽ mở hướng dẫn cho các bạn ha, chúng ta sẽ mở Visual Studio lên. Đây ha. Ở đây thì mình sẽ không tạo một cái project mới ha, mà mình sẽ open để mình mở lại cái project, cái bài tập mà mình đã làm trong cái bài thu phí giao thông trước đây. Hay và mình chọn mở là cái file này nha bạn, chấm cái đuôi nè, SLN, tức là Microsoft Visual Studio Solution. Mở đúng cái file này. Thì lúc mở bạn thấy nó sẽ mở cho mình đầy đủ cái thông tin của solution, các cái project, các cái form gì đó vân vân. Mình nhấp đúp ở đây. Mình mở lại cái form thu phí giao thông. Thì ở đây là mình sẽ cần thêm một cái nút ở đây đúng không bạn? Nút thông tin chi tiết.
Rồi tôi sẽ copy nó ra. Bắt đầu đặt cái tên đúng không bạn, thông tin chi tiết ví dụ như là detail đi ha. Rồi. Và cái chữ hiển thị lên. Chi tiết, thông tin chi tiết ha. Rồi tôi sẽ canh giữa cho hai cái nút này. Đó. Thì cái nút này do mình copy ha, nên nó bị lấy luôn cái thông tin này, cái sự kiện click. Tôi sẽ xóa bỏ cái sự kiện click cho cái nút này. Lát nữa mình sẽ viết cái sự kiện click xử lý cho nút này sau. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có một cái form nữa đúng không bạn, để làm cái form thông tin chi tiết. Và như vậy tôi sẽ thêm một cái form. Add một cái window form. Và tôi sẽ đặt cái tên thông tin chi tiết. Rồi trên cái form này tôi sẽ điều chỉnh kích thước đi, khoảng này. Rồi chữ hiển thị đúng không, thông tin chi tiết đó ha. Rồi trên này thì mình sẽ có một cái label ha. Cái label gì đây, thư mục dữ liệu ha. Tức là mình lưu các cái tập tin dữ liệu ra, các cái dữ liệu ha, chi tiết đã thu phí ra tập tin. Thì tập tin đó sẽ được lưu ở đâu trong cái ổ cứng. Mình sẽ có một cái phần để cho người ta chọn cái nơi lưu. Đó. Không sai lớn lên tí ha. Rồi. Mình chỉnh cái vị trí lại. Đó ha. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái test box nữa không, để cho người ta nhập cái đường dẫn ở đây. Đây. Đường dẫn đúng không bạn, tôi sẽ đặt là path. Rồi nail, tôi sẽ cho nó nail bên trái, bên phải và phía trên. Rồi tôi sẽ chỉnh cái phông lớn lên tí ha. Mình sẽ có cái kích thước nó rộng rộng ra một chút. Đó ha. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái nút ha, để cho người ta bấm vào thì người ta sẽ được chọn cái nơi để mà lưu. Đó. Nút duyệt đi ha. Browse. Nút này thì mình sẽ cho nó nail bên phải các bạn. Đó. Rồi, phông của nó mình cũng cho lớn lên chút ha, khoảng 10 nè. Tiếp theo, kích thước đi ha, mình cũng chỉnh nó lớn lên chút. Rồi, cái chữ hiển thị ở đây sẽ là chọn nơi lưu ha. Đó. Để ta biết ta bấm vào ta chọn cái nơi lưu. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có một cái khung này đúng không, để hiển thị cái hình cũng như cái chú thích. Thì cái này tôi sẽ lấy lại từ phía bên này các bạn. Tôi chọn qua đây. Copy nguyên cái khối các cái điều khiển này. Và đây tôi bát ra. Đó, tôi điều chỉnh vị trí ha. Đó. Và một cái phần tổng cộng bên dưới đúng không? Tổng phí đã thu tôi cũng copy bên này. Rồi ở đây tôi chọn những cái form này trước nha các bạn. Rồi tôi mới bát ra. Để cho nó neo vào phía dưới của cái này luôn. Và tôi sẽ chỉnh lại cái font size này là 10. Rồi tiếp theo tôi sẽ có một cái control để hiển thị cái danh sách đúng không, những cái thông tin chi tiết của cái thu phí. Tôi sẽ dùng một cái list view các bạn. Cái list view sẽ cho phép mình hiển thị danh sách ha, một cái danh sách và có hỗ trợ theo từng cái cột. Tôi sẽ đặt cái tên ha, data chẳng hạn dữ liệu. Rồi mình sẽ cho nó nail các bạn. Sẽ cho nail nail trên dưới ha và bên trái. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thêm các cái cột ha. Đây. Mình sẽ có tất cả 7 cột các bạn. Cột thứ nhất sẽ là cái số thứ tự ha. Rồi cột thứ hai sẽ là gì bạn? Thời gian, đúng không? Cái thời gian mình đã thu phí, lúc nào cái xe đó đến mình thu phí nó. Rồi loại xe. Rồi loại vé đó.
rồi phí. Với phí này thì mình sẽ cho nó cái là con số đúng không, số tiền mình sẽ cho nó canh bên phải. Rồi cái này thì sẽ là cái gì bạn? Tập tình hình đúng không bạn? Rồi tiếp theo thì sẽ là chú thích. Ok. Rồi để nó hiện ra ha, thì mình sẽ chọn cái loại đây là view là detail. Rồi còn gì nữa bạn? Mình sẽ cho ha, tại vì mặc định á, khi mình chọn thì nó sẽ chọn vào từng ô, cho nên tôi muốn là khi chọn mình sẽ chọn hết một dòng, chỉnh cái này là true ha. Và tại mỗi thời điểm thì mình chỉ được chọn một dòng thôi bạn, chứ không được chọn nhiều dòng. Mình chọn một dòng thì mình sẽ biết cái dòng đó dòng nào để mình lấy cái tập tinh hình tương ứng mình hiển thị lên đây ha. Rồi biên dịch thử coi có lỗi gì không. Rồi thành công ha, sẽ chạy lên đây ha, màn hình này thì giống như cũ, có cái thêm cái nút này thôi. Rồi bây giờ ha, để mình chưa có viết code để hiển thị cái này thì mình có thể vào trong này ha, rồi mình chỉnh lại cái form khởi động là cái form này, thông tin chi tiết, biên dịch lại, rồi mình chạy lên ha. Đây. Thì nó sẽ chạy cái form này lên trước, làm cái form khởi động ha. Đấy, rồi. Đúng không? Các cái phần. Rồi, được ha, đúng không bạn? Đó. À, cái này trả lại đúng không? Rồi. À, như vậy là mình đã xong cái phần giao diện của cái ứng dụng rồi các bạn ha. Tiếp theo thì mình sẽ qua cái phần về viết code xử lý ha. Đầu tiên thì mình sẽ xử lý cho cái nút này để hiện cái form thông tin chi tiết đúng không? Sẽ nhấp nút vào. Để hiện được một cái form, đầu tiên thì tôi sẽ khai báo cái biến ha, với kiểu là cái form thông tin chi tiết đó ha. Rồi đặt một cái tên, sau đó tôi sẽ khởi tạo nó ở trong cái phương thức khởi tạo này của chúng ta nè. Tôi khởi tạo đây, new lên ha. Đó, và dưới này thì để gọi nó hiện lên ha, chúng ta chỉ cần một câu lệnh rất là đơn giản ha, sau đây là chưa. Rồi biên dịch thử nha. Rồi chạy thử. Rồi nhìn ha, khi tôi bấm vào đây. Đó ha, thì cái form này nó sẽ hiện lên. Đơn giản vậy thôi, một câu lệnh lên sẽ làm được. Trước khi mà chúng ta qua cái phần về ghi dữ liệu và đọc dữ liệu lên thì đầu tiên ha, chúng ta sẽ phải xác định cái nơi mình sẽ lưu dữ liệu các bạn. Tức là mình sẽ viết cái nút là viết cái xử lý cho cái nút lệnh là chọn nơi lưu ở trên cái form thông tin chi tiết ha. Mình nhấp đúp vào. Thì bạn thấy ha, để mình có thể là cho phép người dùng chọn được cái nơi lưu thì mình có thể sử dụng một cái điều khiển, đó là folder browser dialog ha, nhấp đúp vào. Thì cái điều khiển này không phải là một cái điều khiển mà nó luôn luôn hiện ra như những cái điều khiển bình thường, ví dụ cái nút hoặc là cái textbox, mà nó là một cái điều khiển mà chỉ khi mình gọi đến á, thì gọi cho nó hiện lên á, thì nó mới hiện lên cho người dùng chọn cái đường dẫn, sau đó người dùng ok hoặc cancel thì nó sẽ tắt đi. Cho nên là thông thường bạn thấy lúc mình nhấp đúp lên thì nó không có hiện lên thành một cái thành phần nằm ở trên giao diện bình thường, mà nó nằm ở cái phía dưới này để cho biết là mình có nó trong cái bản thiết kế của mình, nhưng mà nó không có hiện ra này thôi. Rồi mình sẽ đặt cái tên cho nó ha, ví dụ là vậy đi ha. Rồi trong này để sử dụng ha thì mình có một câu lệnh rất là đơn giản nè, chấm ha, sau đây là tức là để hiện cái hộp thoại đó lên cho người ta chọn. Sau đó tùy theo kết quả trả về nè, cái phương thức sau đây là nó sẽ trả về cái kết quả mà người ta chọn, người ta đã ấn ok hoặc cancel. Người ta chọn ha, nếu mà người ta đã nhấn ok tức là cái đường dẫn đúng như người ta mong muốn đúng không, mình sẽ cập nhật cái đường dẫn đó vào trong cái textbox nè.
Cái thuộc tính selected path nó chính là cái đường dẫn mà người ta đã chọn ha. Mình sẽ lấy đường dẫn này bỏ vào trong cái textbox này để hiện lên cho người dùng nhìn thấy cái đường dẫn người ta đã chọn. Rồi, tuy nhiên thì ví dụ như ứng dụng nhìn của mình vừa mới mở lên, người dùng sử dụng chức năng thu phí liền, người dùng không có vào trong cái form mà thông tin chi tiết này để chọn cái đường dẫn chẳng hạn. Thì thường thường ứng dụng sẽ nên có thêm một cái đường dẫn gọi là đường dẫn mặc định để lưu ha. Tức là thường thường cứ mở lên thì nó sẽ chạy theo đường dẫn đó. Còn nếu mà người dùng muốn thay đổi thì sẽ vô trong cái form chi tiết và bấm chọn nơi lưu để thay đổi. Như vậy thì để làm được cái đường dẫn mặc định đó, thì đây ha, trong cái hàm khởi tạo này, phương thức khởi tạo này, tôi sẽ có một cái lấy cái một cái đường dẫn mặc định mà tôi sẽ quy ước nó là cái thư mục data nằm cùng chỗ với lại cái file thực thi của chương trình. Tôi sẽ dùng cái này ha, chấm compile. Để sử dụng cái lớp path ha, mình sẽ thêm cái using tam.io ha. Lớp path là một cái lớp mà nó hỗ trợ cho mình về vấn đề đường dẫn. Application này nó có một cái thuộc tính ha, là startup path. Khi mà mình lấy application mình chấm startup path á, thì mình sẽ lấy ra được cái đường dẫn đến cái nơi mà chứa cái file thực thi của cái chương trình đang chạy nè. Sau đó tôi dùng cái tôi bỏ cái đó vào ha, cho làm đối số cho cái phương thức compile kết hợp với lại cái chuỗi data, thì nó sẽ tạo thành cái đường dẫn ha, từ cái thư mục mà đang chứa cái file thực thi nè, rồi đi vào một cấp nữa đó là thư mục data. Cái này nó sẽ tự động nó gắn thêm cái từ xuyệt chẳng hạn để nối lại thành cái đường dẫn cho nó hợp lệ. Rồi sau đó tôi sẽ kiểm tra nè. Ví dụ như tôi kiểm tra là nếu như cái đường dẫn này mà nó chưa tồn tại, tức là cái thư mục data của mình chưa có đúng không, thì tôi sẽ gọi cái câu lệnh create data đó, để tôi tạo ra cái thư mục data để chứa cái dữ liệu ha. Thư mục mặc định mà có thể là nó chưa có. Rồi sau đó sau khi mà đã có được cái thư mục đó rồi đúng không, tôi sẽ cập nhật nó vào cho cái này. Tức là tôi sẽ gán cái đường dẫn ha, cái đường dẫn mà mặc định này vào cho cái folder browser đây là để sau này khi mình mở lên thì nó đứng sẵn ở cái đường dẫn này. Rồi như vậy là xong cái phần mà đường dẫn cho cái ứng dụng ha. Như vậy sau này khi mà mình ghi hay là mình đọc dữ liệu thì mình chỉ cần kết hợp cái đường dẫn này ha, để chứa trong cái thuộc tính test của cái textbox này với lại cái tên file dữ liệu mình muốn lưu xuống ha. Rồi biên dịch tới cái rồi thành công ha. Về cái phần ghi ha và đọc tập tin thì chúng ta sẽ tiến hành ghi dữ liệu xuống trước ha, rồi sau đó chúng ta sẽ có dữ liệu để chúng ta đọc lên. Để ghi dữ liệu thì các bạn xem ha, trong cái code của mình thì có phải là mỗi một lần mà mình chọn thu phí là bạn bấm thu phí một cái nè, nó thực hiện cái đoạn code này và sau đó thì cập nhật các cái dữ liệu đúng không, tổng lượng phí đã thu được, thì đây cũng là lúc mà mình sẽ ghi nhận cái thông tin là vừa mới thu phí xuống tập tin đúng không các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái hàm ở đây ha, và tôi sẽ mang cái phương thức mà ghi dữ liệu này tôi để ở bên cái form thông tin chi tiết luôn ha, coi như bên form đó là tập trung các cái vấn đề mà đọc ghi dữ liệu ha, bên này chỉ cần gọi qua cái phương thức của bên form đó thôi. Thì tôi sẽ ghi ha, ví dụ detail chấm ví dụ là write to file, và tôi sẽ truyền vào nè bạn loại xe ha. Đầu tiên là loại xe đúng không bạn, cái combo box nè, loại xe lấy test của nó ha, rồi loại vé đúng không, rồi phí đúng không bạn, phí nhưng mà phí này là phí của cái thu của cái xe hiện tại nè chứ không phải là tổng phí. Như vậy tôi sẽ có một cái biến đây in on total fee, tôi lưu lại cái phí trước khi mà mình thu.
Sau khi chạy được xong cái switch này đúng không? Nó đã thu mấy cái phí nè, đó, thu đồ ở đây xong hết rồi. Tôi sẽ lấy cái phí sau khi thu nè, trừ cho cái phí cũ, tôi coi là mới thu lên bao nhiêu. Rồi sau đó tôi sẽ truyền vào cái gì nữa bạn? Cái hình đúng không? Cái hình của cái xe đó. Như là cái big vehicle nè ha, lấy cái image. Rồi tới cái chú thích của nó đúng không? Test. Đó. Chưa? Đó, như vậy tôi sẽ gọi cái phương thức này. Tạo phương thức ha. Rồi qua bên này. Nó sẽ có cái phương thức cho mình. Này public đi ha. Rồi. Đây mình sẽ đặt cái tên lại ha, nhìn cho nó dễ hiểu. Ví dụ cái đầu tiên nó sẽ là vehicle type ha, loại xe. Rồi cái này sẽ là ticket type, loại vé. Cái này sẽ là cái phí đúng không? Rồi. Cái này sẽ là cái vehicle picture, đúng không? Cái hình mà đã chụp của cái xe mà thu phí. Và còn cái này là description đúng không bạn? Rồi. Cái phần này như thế nào đây? Thì bạn thấy là khi mà mình chạy ứng dụng đó thì ngoài cái danh sách liệt kê ha, các cái thông tin, thời gian rồi loại xe loại vé thì bên này nó có cái phần mà cái hình. Khi mình chọn một cái dòng tướng thì bên đây nó hiện cái hình như lúc ban đầu tôi có cho bạn xem đó. Như vậy rõ ràng là mình cũng phải lưu cái file hình nó xuống. Bên cạnh cái thông tin này kia thì loại xe loại vé thì cũng phải lưu cả cái hình tương ứng xuống, thì lúc mình chọn vô mình mới có cái hình để mình hiện lên lại đúng không? Như vậy thì tôi sẽ chia hai cái phương thức đi ha. Một cái phương thức thứ nhất á là nó sẽ là gì đây, lưu cho tôi cái hình, cái hình này nè, cái hình tôi truyền vào nè ha. Đó. Như vậy tôi sẽ bỏ cái vehicle picture vô. Và sau khi nó lưu xong thì nó sẽ trả ra cho tôi cái tên file hình ha bạn. Picture picture file name. Cái tên file hình nó lưu xuống là cái file tên gì, trả tôi cái file tên đó để tôi ghi vào trong cái tập tin mà dữ liệu văn bản của tôi á, là cái xe đó là ứng với cái hình đó. Đúng không? Một phương thức rồi. Phương thức thứ hai thì sao bạn? Tôi sẽ ghi cái nội dung ha, những cái loại xe là vé gì đó của cái xe mình mới vừa thu phí xuống cái tập tin văn bản. Vậy tôi sẽ truyền nè ha, vehicle type nè, rồi ticket type, nước phí, rồi picture đúng không bạn, file name, rồi description đó. Rồi tôi sẽ tạo phương thức ha. Rồi mình viết cái này trước đây ha. Rồi picture. Lưu một cái hình xuống các bạn. Lưu cái hình xuống thì cái này cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ có một cái công đoạn là tại vì khi mình save xuống một cái file ứng với mỗi một lần mình lưu cái này, lưu cái thông tin của cái hình của cái xe mà mình mới thu phí thì mình có lưu xuống một cái file hình đúng không? Như vậy mình phải chọn được một cái tên file mà nó chưa chưa tồn tại, chứ không là mình sẽ bị sao đè lên một cái file đã có. Thì để chọn được một cái tên không tồn tại ha, thì ở đây tôi chọn một cái cách như thế này. Tôi dùng cái này ha. Nào tức đó, cái này là sao bạn? Date time now là tôi sẽ lấy ra được cái thời gian ha, của hiện tại now nè, tức là ngay cái thời điểm mà đang chạy chương trình, lúc mà chạy đến câu lệnh này nè, đã lấy được cái thời gian ngay thời điểm đó. Sau đó tôi lấy tick ha, tức là số lượng tick thể hiện cho cái thời gian đó. Thì cái kiểu mà date time á thì nó lưu trữ dữ liệu cái ngày tháng á, thì không phải nó lưu cụ thể, ví dụ là ngày 9 tháng 10 thì nó sẽ lưu số 9 số 10 gì đó, mà nó sẽ lưu là lưu một cái con số bạn. Một cái con số thể hiện một cái khoảng thời gian từ cái điểm mốc của nó. Ví dụ như cái kiểu date time này á, điểm mốc của nó là cái 12 giờ giữa đêm của ngày 1 tháng 1 năm 1, và từ cái thời điểm đó cho đến thời điểm hiện tại trải qua ví dụ như là bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng đó, thì nó quy về một cái đơn vị mà cụ thể đây một cái tick thì nó khoảng 100 nano giây. 100 nano giây nó sẽ quy về coi là như vậy được bao nhiêu cái tick. Nó sẽ ra một cái con số, thì con số đó ha, kiểu dữ liệu của lon nè. Đó, mình sẽ lấy cái con số này.
Thì đặc thù con số này là tại vì ví dụ như hôm nay là giờ này, thì lát nữa chỉ cần qua 1 giây thì con số tích này nó cũng tăng thêm. À, tính từ cái thời điểm mốc của nó đến thời điểm hiện tại mà. Như vậy cái thời điểm hiện tại thời gian thì cứ trôi đi thôi, nhưng con số này cứ tăng lên hoài. Như vậy thì nó sẽ tránh cho mình cái việc mà cái tên file nó bị trùng. À, mình lấy ra cái con số này và mình chuyển nó thành cái chuỗi để làm cái tên cho cái file. À, hai cái string nè, picture file name ha, bằng đó current time. Rồi mình định dạng cộng thêm cái đuôi của cái phần mở rộng cho cái hình mình là cbat chẳng hạn. Đó. Rồi mình sẽ từ đó mình tạo được cái picture file path ha, cái đường dẫn luôn, đường dẫn đầy đủ. Đó. Thì sau đây bạn chấm ha, combine nè, mình sẽ kết hợp nè, mình lấy cái đường dẫn cái nơi mình nói nè là cái chỗ mình sẽ lưu dữ liệu đúng không, rồi cộng với lại cái tên file đó, thì làm được cái đường dẫn ha đến cái tên file là đặt là file path đó. Sau đó mình check thêm một lần nữa cho bảo đảm các bạn, mình kiểm tra dòng lặp while nè, trong lúc nè mình dùng câu lệnh file nè chấm exit nè truyền vào cái picture file path ha. À, nếu như mà cái này nó còn tồn tại, tức là không biết vì lý do gì đó mà tự nhiên nó lại có một cái file hình nó có cái tên này rồi, thì mình sẽ phải thay đổi cái tên khác ha, bằng cách là mình sẽ tăng cái current time lên. À, và sau đó thì cập nhật lại ha, picture file name, current time to string đúng không, rồi cộng cho cái đuôi cbat, và tương tự ha, picture file path sẽ bằng ha combine đúng không, rồi dẫn đúng không, rồi đó, và mình lại có được cái file path mới. Mình quay lên mình kiểm tra lại, nếu mà vẫn còn tồn tại thì cứ lặp lại quá trình này ha. Thì bảo đảm tăng hồi thì thế nào cũng có cái số mà nó chưa cái được một cái tên mà nó chưa chưa có hai cái file nó chưa tồn tại, cái tên file nó chưa tồn tại thì mình sẽ lấy cái tên file đó. Sau khi có tên rồi thì việc mà tạo ra cái file hình thì rất là đơn giản ha, đối với cái kiểu image này thì nó có cái phương thức hỗ trợ rồi. Đây là vehicle ha, picture nè chấm cell đó, mình có sẵn phương thức cell rồi, mình chỉ việc truyền vào cái đường dẫn ha, picture file path và cái kiểu định dạng file mình lưu ra file hình đúng không, thì cái file hình đó là định dạng gì, imagine rồi image format chỉ định là jpeg đó, thì nó sẽ save thành cái file cho mình thôi, đơn giản. Và sau đó thì mình trả về cái tên file ha, cái tên file mà mình đã chọn đó, trả về đây. Dĩ nhiên là mình thấy nó do nó lưu trong cái thư mục này quy ước rồi ha, cho nên là mình không cần phải truyền trả ra nguyên cái đường dẫn đầy đủ ha, chỉ cần trả ra cái tên file là được rồi. Rồi tới phương thức mà ghi dữ liệu vô một cái file test nè bạn. Ở đây thì rõ ràng là bạn thấy ở trong cái lần ghi đầu tiên thì mình sẽ ghi dữ liệu, rồi đến lần ghi thứ hai thì nếu mà mình tiếp tục mình ghi thông thường á thì cái câu lệnh nó có thể ghi đè lên cái dữ liệu đã ghi trước đó, mà trong khi mà mình mong muốn các bạn có phải là ví dụ như mỗi lần mà tôi bấm thu phí cái thì tôi ghi thêm một cái dòng dữ liệu vào trong cái tập tin đó là cái dữ liệu của cái xe mới thu, hay là một cái mấy cái dòng dữ liệu mà ứng với cái thông tin cho cái xe mình mới thu phí, rồi khi lần kế mình bấm cái nút nữa thì nó ghi tiếp vào những cái dữ liệu kế tiếp đúng không bạn. Cho nên là để làm được cái việc mà ghi mà dạng là ghi nối tiếp vào ha, thì mình đầu tiên mình có cái stream stream writer ha, dùng cái lớp stream writer new lên, rồi mình truyền cái đường dẫn ha bạn, đường dẫn rồi nơi lưu đúng không bạn, cái tên file ha, tên file ví dụ đây tôi lấy cái tên file một cái đặt một cái chuỗi hàng đi, data file name như đây, ví dụ data.txt ha, rồi đây tôi sẽ kết hợp vào đó, data ha, thì để tránh để mình có thể ghi được vào phía sau ha, tức là ghi tiếp vào chứ không phải là ghi đè lên cái cũ, thì mình phải có thêm cái này ha, true có nghĩa là append đó bạn, ứng với cái tùy chọn append ha, ghi vào cái file, ghi vào tiếp phía sau của cái file ha, mình nhớ ha, có thêm cái tùy chọn true này. Rồi mình nhớ ha, đóng trước khi làm tiếp cái phần thì mình nên có một câu lệnh đóng liền để lát mình không có quên đóng file.
Rồi phần ghi file thì sao bạn? Phần ghi này thì cũng đơn giản thôi. Sau khi mình đã tạo được nè, cái này là một cái lớp mà đại diện cho một cái file dưới đĩa. Thì khi mình đã new lên xong ha, chỉ định được cái đường dẫn mà mình mong muốn nè. Đó, rồi true đúng không bạn? Ở đây thì sao bạn? Dĩ nhiên là cái file này, nếu mà cái file nó chưa tồn tại bạn, thì tự động nó tạo ra cái file mới với cái tên này. Đó, cái đường dẫn và cái tên này. Rồi thì để ghi dữ liệu nè ha, mình sẽ có nè phương thức write. Ví dụ tôi đây tôi dùng write line ha, viết ra dữ liệu trên một dòng, viết xong nó sẽ xuống dòng. Đó. Mình sẽ dùng gì bạn? Đầu tiên mình sẽ ghi ra cái thời điểm mà mình thu phí đúng không? Date time now đúng không bạn? Rồi chuyển đổi to string. Và mình chỉ định cái chuỗi định dạng của mình mong muốn ha, ngày nè, tháng nè, năm nè, năm bốn chữ ha, giờ, phút, giây, AM hay PM. Đó. Và như vậy nó sẽ ghi ra cái đoạn ngày giờ đúng theo định dạng này ha, ghi ra trên một dòng rồi xuống dòng ha, line mà. Rồi tiếp theo tôi ghi tiếp nè ha, dù tôi ghi cái vehicle type đi ha. Đó. Rồi tôi ghi gì nữa bạn? Ticket type đúng không? Rồi tôi ghi cái phí đúng không bạn? Phí. Tôi chuyển đổi nè ha, có cái phân cách phần ngàn, phân cách giữa ba mỗi ba chữ số bằng dấu phẩy. Ha, rồi. Này gì đây? Tên file ứng với nó đúng không? Rồi mô tả. Đó. À, như vậy là ghi xong cái dữ liệu xuống cái tập tin rồi đó bạn, và ghi vào phía sau tập tin. Đó. Phía sau, phía cuối tập tin ha, ghi tiếp vào phía cuối tập tin. Rồi biên dịch thử ha. À, thành công ha. Đó, phần ghi file thì cũng đơn giản như vậy thôi bạn ha. Có một cái lớp và có những cái phương thức để hỗ trợ ghi ra. Và ở đây thì tôi chọn cái cách đơn giản, đó là cứ mỗi một cái thông tin thì tôi ghi ra trên một dòng ha. Để lát nữa mình đọc lại cho nó dễ dàng hơn. Ha, rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái phần về đọc ha, đọc cái tập tin mà mình đã ghi xuống ở đây. Thì bạn thấy là khi mà chúng ta bấm vào cái nút mà mở cái màn hình thông tin chi tiết nè bạn, thì chúng ta muốn là tự động nó sẽ đọc các cái thông tin trong những cái tập tin dữ liệu đã lưu đúng không? Và đọc lên hiển thị lên cho người dùng xem. Mà để làm được cái thao tác đó thì bạn thấy là trong cái câu lệnh mà show dialog nè, nó làm cho cái form nó được hiện lên á, thì nó cũng làm cho cái sự kiện load của cái form được phát sinh. Như vậy thì chúng ta sẽ viết cái đoạn code xử lý cho cái sự kiện load này, để tự động khi mà nó bật cái form lên thì nó cũng đọc dữ liệu lên. Đây ha, chúng ta chuyển qua cái phần cái form thông tin chi tiết và nhấp đúp vào cái form ha. Đó, bạn thấy ha, thì cái phương thức ứng với cái sự kiện mà load của cái form nó sẽ được phát sinh. Sau này thì mình sẽ làm cái gì bạn? Đầu tiên ha, trước khi mà để chuẩn bị cho việc đọc dữ liệu thì mình sẽ xóa hết ha, xóa hết cái dữ liệu mà đang có gì đó để chuẩn bị đọc mới ha. Cái list view nè, data của mình đúng không? Lấy tập các dữ liệu, mỗi một cái item này là cái thuộc tính tập các cái dữ liệu của nó, tương ứng giống như là tập các cái dòng của nó vậy đó, các cái dòng dữ liệu của nó có ha. Rồi xóa hết các dòng dữ liệu đang có đi. Rồi cái bit vehicle nè ha, bằng null. Rồi description ha, test là cũng bằng trống. Thì các bạn nhớ lại cái lúc mà thiết kế đó bạn, trong cái form này nè, mình đã copy cái phần này và cái phần này từ bên cái form kia qua. Cho nên là trong cái form thông tin chi tiết này nè, nó cũng có một cái picture box mà tên là bit vehicle, và cũng có một cái label ha, label tên là auto ha. Đó, cho nên là bên cái code này nè bạn. Cái description ha, cái description mình đang nói cái này. Label description. Cho nên chúng ta gán như cái này ha, bỏ những cái hình đi, chúng ta mới đọc lên mà. Thì chúng ta sẽ chưa có chọn ngay cái dòng nào, cho nên là hai cái này tôi sẽ reset lại từ đầu ha, không có hình gì và cái này trống. Rồi, sau đó tôi có một cái phương thức để tôi đọc dữ liệu lên đi ha. Ví dụ tôi gọi là read test. Đọc dữ liệu lên. Rồi. Sau khi đọc dữ liệu xong á thì nó có những cái dòng dữ liệu trong cái list view á, thì tôi sẽ có một cái câu lệnh này ha. Tôi kiểm tra
nếu mà cái list view này ha có cái dữ liệu à, tại trong trường hợp ví dụ như cái file mình có ví dụ như file dữ liệu ví dụ mình chạy lần đầu tiên chưa có file dữ liệu gì hết thì lúc đó mình đọc lên thì sẽ không có dữ liệu ha, trong list view này không có dữ liệu, thì lúc đó mình sẽ chỉnh cái chiều ngang của cái cột các bạn. Rồi nhìn ha, đó cái chiều ngang của mỗi cái cột này nè thì nó có những cái chế độ chỉnh chiều ngang tự động khác nhau. À, ví dụ như chỉnh chiều ngang đây auto resize column ha, và chỉnh cái chiều ngang theo chế độ là header size, thì nó có nghĩa là cái chiều ngang của cột này nè, nó sẽ tự động chỉnh rộng ra làm sao để hiển thị được hết cái phần cái chữ tiêu đề trên của cái cột này nè. Ví dụ này cái chữ tập tin này không đủ nữa bạn ha, thì nếu mình chỉnh dạng header size thì tự động sẽ giãn ra cái chỗ này để đủ hiển thị cái nguyên cái tiêu đề là tập tin hình của nó. À, còn vậy là không có tự động gì hết nè, thì có thể là nó bị chưa có hiển thị hết được cái phần này đúng không? Đó. Mình cho nó chỉnh tự động cái chiều ngang. Còn nếu ngược lại nếu ngược lại mà nó có cái dữ liệu trong cái list view. Đây. Ví dụ như gì bạn? À, column content ha, tức là theo cái nội dung. Thường thường thì nếu mà có nội dung thì thường cái nội dung nó sẽ chiếm nhiều chỗ hơn là cái phần tiêu đề, cho nên là nếu có nội dung thì tôi sẽ cho nó căng cái chiều ngang á theo cái nội dung. Đó. Rồi. Và như vậy tôi sẽ cập nhật cái label tổng cộng ha, sau khi mình đọc xong đúng không? Đọc được cái dữ liệu từ cái file lên, mình có cái tổng cộng tiền đã thu đúng không? Đó, tôi đặt vô. Xin format ha. Rồi. Tổng phí phí đã thu. Đó. Rồi, Việt Nam đồng. Đúng không? Total. À, mình sẽ có một cái biến này ha bạn, giống như bên kia. Giống như cái form bên kia mình có một cái biến chứa tổng đi. À, tổng tổng cái phí đã thu. Rồi này. Đúng không bạn? Rồi, tiếp theo thì mình sẽ viết cái phương thức này. Đó. Đây là cái phần quan trọng ha, để đọc cái file nè. Có phải là như vậy, lúc mà đọc cái này thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo cho cái này bằng không nè. Sau đó thì sao bạn? Mình sẽ lấy ra một cái chuỗi đi ha, file path tức là cái file dữ liệu của mình. Path.compile. Compile của gì bạn? Có phải là cái này ha, đường dẫn. Rồi cái data file name là đúng không? Đó, mình sẽ được cái file path mà mình đang cần đọc dữ liệu lên. Thì đối với đọc dữ liệu các bạn, mình sẽ phải kiểm tra nếu như cái file này nó chưa tồn tại nè thì sao bạn? Kết thúc ha, mình không thực hiện cái việc đọc vì không có file sao đọc. Còn đối với lúc ghi nè bạn, tại vì ghi thì nếu như mà file nó chưa có thì nó sẽ tạo luôn cái file ra để nó ghi dữ liệu, còn có rồi thì nó ghi tiếp vào phía sau cho nên mình mới khỏi kiểm tra nè. Đó, còn cái này thì mình phải kiểm tra cái file này. Đó, ha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái gì bạn để đọc ha, mình sẽ dùng cái Stream Writer. Đó. Rồi, cũng truyền cái đường dẫn vào đúng không bạn? Đó. Rồi ở đây mình có hai cái biến tạo thì lát mình sẽ dùng ha, List View Item nè. Và một cái index tức là cái số thứ tự các bạn để lát nữa mình lưu. Bạn thấy là trong cái cột nè. Ví dụ trong cái đó cái ứng dụng mình chạy cái nãy tôi cho bạn xem đó, thì ngoài mấy cái cột này nó có một cái cột số thứ tự nè, thì mình dùng cái biến index để mình đếm ha, số thứ tự của dòng 1, dòng 2 gì đó. Đó. Rồi. New cái này lên xong đúng không bạn, thì mình nhớ ha, có câu lệnh close liền để lát mình mất công mình quên. Đó. Rồi sao nữa bạn? Rồi đối với việc đọc đó các bạn thì mình sẽ dùng một cái câu lệnh while nè. End upstream có nghĩa là sao bạn, trong lúc mà cái tập tin, tại mình đâu biết cái tập tin đó có bao nhiêu dòng đâu bạn, cho nên mình sẽ dùng một cái dòng lặp while ha, và kiểm tra trong lúc mà cái này nè nó có một cái thuộc tính end upstream, có nghĩa cho biết là đã đến cuối tập tin chưa, thì trong lúc mà chưa chưa đọc hết tập tin, tức là chưa đến cuối tập tin nè, thì mình tiếp tục mình đọc. Và mỗi lần mình đọc thì sao bạn, như nãy nè mình ghi theo dạng nè, dòng đầu tiên là thời gian, thứ hai là loại xe, loại vé, phí, tên hình, rồi mô tả đúng không? Thì lúc đọc lên mình cũng sẽ đọc tương ứng giống như vậy ha. Nhưng mà ngoài ra thì mình tự mình thêm vô cái chỉ số ha, cái số thứ tự. Bạn thấy là ở bên cái
Cái này ha mình đã tạo sẵn nè, cái cột này đúng không bạn? Đó. Như vậy thì ở đây nè, để mình thêm dữ liệu vào trong cái list view thì mình sẽ cho nè bạn, list view data ha, lấy item nè. Add. Rồi mình add vô gì bạn? Cái đầu tiên là cái số thứ tự của cái dòng đúng không bạn? Chấm to string. Đó. Rồi. Chưa bạn? Khi mình gọi cái câu lệnh này ha, nè bạn thấy nó add nè. Nó trả về cho mình một cái list view item mà nó vừa add vào, tức là cái dòng đó đó, cái dòng dữ liệu nó mới add vào đó. Một cái list view item tương đương giống như một cái dòng dữ liệu trong cái danh sách đó ha. Đó thì mình sẽ dùng cái lv này để mình chữa lại ha. Rồi sau đó để mình thao tác mình add tiếp vào trong cái dòng dữ liệu. Thì mình tiếp tục mình lấy cái này ha, lv này, lấy sub item nè bạn. Rồi add. Mình truyền vào cái gì bạn? Đầu tiên mình sẽ đọc lấy cái thời gian nè. Đúng không? Nãy mình ghi thời gian trước, bây giờ mình đọc lấy cái thời gian. Thì mình chỉ cần lấy một câu lệnh readline thôi bạn. Đó, thì nó sẽ đọc nguyên cái dòng đó. Ví dụ đây mình ghi xong một dòng nè, cái nó xuống dòng. Thì ở đây câu lệnh read này nó cũng đọc đọc nguyên một dòng, sau đó nó lấy nguyên cái dòng nó đưa lên cho mình ha, trả ra là dạng nè. Chuỗi bạn thấy không? Chuỗi nguyên cái dòng dữ liệu đó nó đọc lên. Đó, tức là nó đọc từng dòng trong cái file á. Và cái này như vậy là cái này thì nó sẽ là cái số thứ tự đúng không bạn? Tự mình thêm vô. Chứ trong cái file mình không có lưu cái số thứ tự này. Còn cái này sẽ là cái date time. Thời gian mình đã ghi xuống ha. Rồi tiếp theo đúng không bạn? Cũng add vô nữa đúng không? Vô cái số item mình add gì bạn? Cũng là readline. Nhưng mà cái lần thứ hai này nó tới gì bạn? Loại xe nè đúng không? Nó sẽ chính là tương ứng với lại cái vehicle type. Đó. Rồi cái này cũng vậy đúng không bạn? Cái này sẽ tương đương với lại cái ticket type. Đó, cái dòng kế tiếp mình ghi nè, ghi xuống là ticket type thì đọc lên tương ứng. Rồi. Gì nữa? Cái này sẽ là phí đúng không bạn? Cái phí. Rồi, cái phí. Rồi. Cái này sẽ là cái file hình đúng không bạn? File hình. Picture file anh em. Rồi cái này sẽ là cái mô tả đúng không bạn? Description. Rồi như vậy là đọc xong được một cái bộ dữ liệu của một cái dòng dữ liệu nè bạn thấy không? Ứng với một dòng dữ liệu nè, tới 7 cột nè, thấy không? 0 1 2 3 4 5 6 ha, từ 0 đến 6 tức là 7 cột. Đó, 7 cái dữ liệu cho 7 cái cột này. Đó. Và vậy là đọc xong một dòng dữ liệu ha. Đó, chúng ta sẽ quay lên kiểm tra một lần coi nó cuối file chưa. Đó. Tại vì mỗi lần mình ghi là mình ghi theo 7 dòng nè, ghi theo 6 dòng nè ha bạn. Theo 6 dòng. Ở đây là đọc 6 dòng thôi. Còn cái dòng này là tự mình thêm vô ha. Cái số in này là đang đếm đây. Như vậy thì cứ mỗi lần đúng không bạn, mình sẽ phải tăng cái số này lên. Đúng không? Dòng thứ 1, lần đầu tiên dòng thứ 1. Sau đó đọc được dòng rồi thì tăng cái này lên thành 2, để lần sau nó sẽ là cái dòng thứ 2. Đó. Ngoài ra thì bạn nhớ ha, mỗi lần mình đọc được thì mình nhớ cộng cái phí mà mình đọc được của cái lần đó ha, vô cái tổng phí. Đây. Total fee ha, bằng cộng bằng nè. In ha. In.3. Và đương nhiên rồi, khi mình đọc lên thì nó là một cái chuỗi các bạn. Mình sẽ truy cập lại trong cái sub item mà mình đã add vô nè. Nó là thứ mấy bạn, cái phí của mình nè. Cái này là 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đây chính là cái phần tử thứ tư. Đó. Rồi, lấy thuộc tính test ha, là cái nội dung. Sau đó mình nhớ nè ha, mình phải replay nha bạn. Tại vì lúc mình ghi xuống á, bạn thấy là mình đã thêm cái dấu phân cách giữa mỗi ba chữ số. Thì nếu mà để nguyên vậy thì lúc mà nó pha ở đây nó sẽ bị lỗi. Cho nên mình sẽ xóa đi mấy cái đó ha bằng cái phương thức replay. Mình sẽ thay cái chuỗi mà có cái dấu phẩy nè bằng cái chuỗi rộng. Tức là nó sẽ tương đương với việc mình xóa hết các cái dấu phẩy đi. Rồi mình ba nó thành con số ha và cộng vô. Chưa? Đó là phương thức read ha. Rồi. Miễn dịch cái coi. Thành công ha. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy ha. Ví dụ khi mình chọn vô một cái dòng dữ liệu nè. Đó, nó sẽ load cái hình tương ứng lên đúng không, và cái chú thích tương ứng. Như vậy thì để làm được cái đó ha, ở đây mình sẽ sử dụng cái
cái sự kiện ha, khi người ta chọn vô một cái dòng thì nó sẽ có cái sự kiện item selection chain, đâu rồi, đây ha, item selection chain, và mình nhấp đúp vào ha, mình xử lý cho sự kiện này sao các bạn. Có phải là ứng với mỗi lần mà người ta chọn vô đúng không? Mình sẽ kiểm tra nè, ở đây nó có một cái tham số e và có cái thuộc tính là y selected ha. Nếu mà cái thay đổi cái chọn lựa mà là chọn lựa là cái dòng đó nó được chọn nè thì cái này nó sẽ là true. Mình sẽ dùng cái này mình kiểm tra. Nếu như người ta đang bấm vào là chọn, nhiều khi người ta bấm vào cái khác cho nên nó bị bỏ chọn. Thì cái này nó sẽ là false chẳng hạn. Thì mình phải kiểm tra cái này đang là được trạng thái là tức là ta mới chọn vô cái dòng này. Thì mình sẽ load cái hình tương ứng đúng không bạn? Đây là cái bit vehicle nè, lấy cái thuộc tính image của nó. Thì quen thuộc rồi các bạn, nó sẽ bằng image form file. Còn cái đường dẫn thì sao bạn? Có phải là cái path nè, compile. Compile với cái đường dẫn cái chỗ mà mình lưu dữ liệu này của mình đúng không bạn? Đó. Còn còn cái tên thì sao bạn? Cái tên là cái file nào? Thì có phải là cái file, ví dụ như mình chọn vô cái dòng này đi đúng không? Cái dòng này được chọn nè. Thì mình phải lấy ra cái đây cái tên file thì ở cái cột này đúng không bạn? Đó, cái tên file này nè, đó, của cái dòng. Đó, như vậy thì trong cái e ha, nó có một cái thuộc tính item, tức là cái item mà người ta mới chọn đó. Mình lấy ra cái sub item thứ mấy bạn? Có phải là thứ cái tên hình nè. Thứ mấy đây? 0 1 2 3 4 5 đúng không bạn? Như là thứ 5. Cái tên hình là nằm ở cái phần tử thứ 5. Đây cái test ha. Đó. Như vậy là mình được cái tên file cộng với cái đường dẫn lên luôn ha. Bắt compile lại mình ra được cái đường dẫn và bỏ vô cho from file ha, để nó load cái hình lên bỏ vào đây. Và còn một cái nữa là cái chú thích đúng không? Description đúng không bạn? Bằng e đúng không? Item sau item thứ 6 đúng không? Chú thích là cái kế tiếp nè, cái này 5 thì cái này 6. Chấm test đúng không? Đó. Rồi biên dịch ha. Rồi mình chạy thử rồi các bạn. Đây. Ví dụ nè, mới chạy lên chưa có gì đúng không? Tôi bấm thông tin chi tiết. Thấy không? Nó trống và bạn thấy nè, lần đầu tiên mình chưa chọn nè, cái thư mục mặc định chính là cái chỗ lưu cái file được thi nè. Và cộng với lại cái tên thư mục data. Đây để tôi mở cho bạn xem cái thư mục đó. Đây ha, nó chính là cái thư mục này. Đấy là file được thi nè. Và cái đường dẫn nè đúng không? Tới cái mục data. Đó. Rồi bây giờ nè, ví dụ tôi tắt cái này đi. Tôi thử thu phí nha. Xe 31 đúng không? Du lịch từ 50 tôi thu phí cái. Tôi chưa chọn lại vé đúng không? Vé lượt đi. Rồi tôi được ba mấy ngàn tôi bấm nè. Đó bạn thấy ha. Đó tôi được một cái dòng dữ liệu nè bạn thấy không? Đó. Loại xe, loại vé gì đó. Được chưa? Cái phông chữ như hơi nhỏ ha. Để tôi tăng cái phông chữ lên tí. Nãy cái giao diện của mình để cái phông chữ này nó hơi nhỏ mình quên đúng không? Giờ mình chỉnh nó lại. Đó, thường thường cái này khoảng 10, nó dễ nhìn. Đó ha, rồi biên dịch lại. Rồi chạy lên ha. Đó mình thấy ồ. Thấy không? Rõ ràng là mình có một cái thông tin này đúng không? Nó load được hình rồi đầy đủ đúng không? Và nếu mình mở lại cái thư mục này. Mình vô thư mục data ha. Đây là đã có một cái tập tin nè. Nếu mình mở nó lên. Đó, đây là tập tin data nè, mở lên mình thấy nè. Đó, nó có 6 dòng dữ liệu như nãy đúng không? Thời gian, loại xe, loại vé, phí gì đó, tên file. Và đây nó có một cái file hình đúng theo cái tên này. Thấy không? Đó. Đó, rồi chú thích. Nhưng mà bạn thấy nó có cái vấn đề là nhìn ha. Tổng phí đã thu là 0. Trong khi cái phần chi tiết nó đọc từ cái file lên thì nó lại là 33.000. Hoặc là khi mình chọn qua cái chỗ khác chẳng hạn, chọn qua cái nơi lưu khác. Như tôi chọn lưu ở đây. Ok. Nó không load lại cho tôi cái thư mục mới.
À, như vậy mình sẽ sửa một số cái lỗi nhỏ nhỏ đó ha. Rồi. Như vậy là khi mà người ta chọn xong nè bạn. Đúng không? Đây, khi ta chọn xong thì có phải là mình sẽ phải gọi gọi lại cái phương thức này đúng không? Đây nè, phương thức này đúng không bạn? Gọi lại để cho nó tiến hành, nó load, nó cập nhật các thứ lại. Ví dụ người ta chọn qua thư mục mới thì sao, đúng không? Như vậy thì this nè ha, new. Đó. Rồi khi mà mới mở cái form lên đúng không, như nãy tôi cho bạn xem, tự nhiên cái số nó không có cập nhật để đồng bộ với lại cái file. Như vậy bên này các bạn, tôi sẽ bổ sung trong cái này ha một cái gọi đúng không, mình sẽ gọi khi mình new ở đây mình sẽ gọi nó đọc từ cái file lên luôn. Như vậy đây tôi sẽ cho cái phương thức write, read ha, read test là public đi ha, để tôi truy cập được từ bên kia. Và trong cái phương thức này nó sẽ cập nhật cái total fee đúng không? Như vậy tôi sẽ có một cái phương thức để tôi lấy ra cái phí này, tức là tôi bên này nè, tôi sẽ gọi nè read test. Như vậy sau khi đọc xong nè, nó đã cập nhật cái tổng phí đã thu nè vô trong cái biến này rồi. Rồi để mình có thể truy cập được cái thông tin này từ ở bên này ha, tôi sẽ thêm một cái phương thức đi. Ví dụ là public đúng không, in get gì đây, total fee ha, return cái total fee ha. Đó. Rồi như vậy ở bên này các bạn, tôi sẽ cho cái này đó chấm get ha. Đó, lấy cái total fee ra đó để cập nhật. Và nếu như vậy á, thì mình cũng phải cập nhật lại cái label này đúng không bạn, cái tổng phí đã thu này ứng với cái số này đã thay đổi. Tôi sẽ đặt cái phương thức này ra nhiều chỗ đi, rút nó ra thành một cái phương thức để tôi gọi lại ở nhiều chỗ. Total ha. Rồi vậy trên này khi mà cập nhật đó, tôi sẽ cập nhật cái này. Như vậy thì lúc mà mình sau xong cái này đúng không bạn, lỡ như người ta chọn qua cái thư mục khác thì cái tổng phí rồi này kia nó cũng có thể thay đổi đúng không. Như vậy tôi cũng có một cái bước làm giống vậy ha, tôi get lại cái tổng phí mới đó, tôi gọi update ha, rồi update lại cái label hiển thị này. Rồi biên dịch cái coi, không có lỗi gì ha, đâu mình chạy lại coi. Đó, thấy ha, mới vô là nó đọc được cái dữ liệu kia đó, cho nên nó báo đây là 33.000. Đúng không? Đó ha, chọn vô. Đúng 33.000. Bây giờ tôi bấm qua cái chỗ khác rồi. Bấm qua debug chẳng hạn. Ok. Ha, nó load lại cho tôi. Thì bên debug thì nó đâu có cái tập tin dữ liệu gì đâu đúng không bạn? Đây. Debug nè. Đó, nó đâu có tập tin data rồi hình gì đâu. Cho nên là nó đọc không thấy thì nó cho rỗng thôi. Và khi tôi tắt cái này nè bạn, bạn coi cái này nó cũng phải cập nhật về không đúng không? Đó, nó về không đúng lại ha. Và nếu tôi chọn lại cái thư mục data. Ok, thấy không? Nó load lại cho tôi cái này. Và tôi tắt cái nó cập nhật đúng 33.000 ha. Đó. Rồi ha. Như vậy là cái phần đọc thì mình đã xong đúng không bạn? Như vậy là cái phần hướng dẫn của tôi thì các bạn đã xong rồi các bạn. Các bạn cũng có thể mình làm thêm một cái phần nhỏ nhỏ như thế này các bạn. Ví dụ như tôi nói nè ha. Ví dụ đây là cái phần tôi làm thêm ha. Mình bấm vào thông tin chi tiết. Giả sử như bây giờ tôi cái thư mục chạy đây không, giả sử tôi tạo một cái thư mục dữ liệu mới đi, data 2. Đó, data 2 đi. Bây giờ tôi muốn là tôi chọn lại nơi lưu nè là data 2. Ok. À, chưa có gì đúng không? Rồi tôi bắt đầu tôi thu phí gì đó, ví dụ xe ở đây. Rồi thu phí gì đó. Rồi tôi bấm vào thông tin chi tiết đúng không? Có rồi nè. Và ở bên cái phần tập tin này data 2 nó có rồi ha, thì rõ ràng là cái ứng dụng tôi đang chọn ở bên cái đó cái thư mục là dữ liệu là data 2.
Bây giờ tôi tắt cái ứng dụng đi. Tôi muốn là khi tôi mở lên lại nè các bạn, tôi vào lại thì nó vẫn đang là cái data 2 của cái lần cuối cùng mà tôi đã chọn trước khi mà tôi tắt ứng dụng đó. Thì bạn có thể làm theo cái phần này, tức là mình sẽ lưu cái đường dẫn, cái nơi thư mục dữ liệu mà người ta đã chọn ở lần cuối cùng. Và trước khi đóng ứng dụng thì mình có thể ghi cái đường dẫn đó xuống một cái tập tin. Ví dụ ở đây tôi ghi xuống cái tập tin là config nè bạn. Đó, đấy à, nó sẽ lưu cái đường dẫn data 2 này. Thì sau này khi mà mình chạy lại ứng dụng á, mình sẽ kiểm tra nếu mà có cái file quy ước này đúng không? Mình đọc coi trong đó có cái đường dẫn hợp lệ thì mình sẽ chuyển cái thư mục mặc định lúc mà ứng dụng chạy lên á, là cái thư mục mà trong cái file này nó đã config à, để lần sau nè khi mình chạy lại nè thì nó là vô ngay đúng cái file data, cái thư mục data 2 mà người ta đã chọn ha. Đó, nó sẽ tiện dụng hơn cho người dùng ha, để bạn luyện tập thêm cái phần mà ghi dữ liệu xuống và đọc lên nha. Rồi. Như vậy là cái phần hướng dẫn của tôi. Nếu mà bạn nào có thắc mắc các cái phần làm thêm cũng như là những cái gì trong quá trình tôi hướng dẫn thì bạn có thể gửi mail cho tôi hoặc là post những cái câu hỏi trên cái trang web của cái video này ha, thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, trước khi kết thúc thì tôi cũng lưu ý các bạn ha, thư viện lab của mình cũng còn rất là nhiều những cái video khác ha, để các bạn tiếp tục học và mình trau dồi thêm cái khả năng của mình. Nếu bạn nào mình muốn đầu tư ha, để có kết quả học tập tốt hơn thì mình cũng có thể tham gia cái lớp kỹ thuật lập trình .NET với C# của trung tâm ha, để mình được thầy cô hướng dẫn tận tình ha, chi tiết này kia. Rồi, chúc các bạn học tốt nha. Chào các bạn.